Ở đây mình có turn over a new leaf, nghĩa là em lật sang trang mới hoặc là biến thành một cái lá mới á, giống như ở mình là thay thành chấm chiếu mới á, ha. Thì có nghĩa Em là chưa mới. to become a better person, you see, to start behaving better, có nghĩa là mình bắt đầu mà hành xử tốt hơn hoặc là trở thành người tốt hơn. Okay, so first, the new year is coming, our new year's around the corner. Do you plan to turn over a new leaf, and how are you gonna do it? I don't I don't get it, huh? it. Right. So I don't get it. New Year's, huh? Lunar New Year's is around the corner, huh? Around the corner là xung quanh cái gì á em? Có Around the corner, corner là cái góc nè. À, around the corner thì có nghĩa là xung quanh góc đúng không? Nhưng nghĩa bóng của nó có nghĩa là sắp tới rồi. À, it's not far away, it's gonna happen soon. You see, there's a restaurant just around the corner thì đây là nghĩa đen. Ha, à, có một nhà hàng ở ngay cái góc đường. Nhưng mà nếu em nói something is around the corner có nghĩa là nó sắp xảy ra rồi. Đấy, so mình sẽ nói là hay bình thường người ta sẽ nói Christmas á, huh? Christmas is around the corner nè. Hey, you see? Nó có con ngựa 7 màu, nó gọi là cái gì nhỉ? Cái gì con À, ponytail hả? Hay là không phải unicorn, à unicorn, 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 unicorn. Hey. con đấy có phải con này Không. unicorn Còn cái kia là corner, là góc. Hey. con này. Christmas is around the corner. Câu này nghĩa là Giáng sinh sắp đến, ha, nghĩa đen là quanh góc nha. Around the Corn, corner, yeah. Corn, corner. Christmas is around the here we go. Unicorn. corner. 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 Corn. Mày cong lưỡi. Corn. Corner. Unicorn. Hey. Unicorn. 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 Đấy, mình có các con trong chuyện cổ tích, fairy tale nghĩa là chuyện cổ tích nè, thì là gồm có con fairy, Fairy. có con mermaid, Mermaid. mermaid á, Mermaid. Mermaid. à, Mermaid. mermaid, Mermaid. yeah, Mermaid. maid, maid, Mermaid. 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 Yes. Okay. So New Year's is around. New Year is around the corner, huh? So, do you plan on turning over a new leaf this year? Study English Harder. the Con lửa lại. harder Harder. Rồi. harder Giờ mình harder dùng cái harder plan on đi. Plan on verb in đi, có nghĩa là dự định á, ha. So, năm nay tôi có kế hoạch là sẽ học tiếng Anh chăm hơn nữa để thành I chiếc lá plan on mới. hay là I have plan on hay là Mình có I plan thể on this verb year I plan on cũng được. I plan on verb in. I plan on study English the harder À, tại sao có topic. the harder đó? Tại sao lại có the? Không có đời, Harder. Okay. So this year I plan on study in English harder. Okay. harder. This year I plan I on plan on studying. studying English harder. This year I plan on studying English harder. Yo. This year, I plan on study English harder. Harder, harder, nó hai âm hard.
harder. Hard, 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 Ừ. hard, Harder. Đấy. hard, Chứ không hard, phải là hard hard. không, mà là nó có thêm cái này là ơ nè, như là teacher thì cái này là harder. Hard, hard the. Ừ, nó là âm ơ ấy, chứ không phải là một cái đuôi đâu. Harder. Harder, harder, Harder. harder, Harder. harder, harder, À. harder, À. À. harder. Rồi. Teacher. Harder. Nó có nhiều nghĩa lắm. Này, harder ha. And vất vả hơn. Rồi, then we say. Rồi, plan on studying English. À, hồi nãy em đọc cái này em bị thiếu in nè. Nó là studying. Studying. This year, I plan on studying English Ok, chữ này tự nhiên tách ra xa nhau dữ vậy. Study English, Studying, studying, studying studying. I plan on English. studying English harder. Ok, ha, chỗ này mà em nói được thì tốt. Kiểu this year là chữ này nó sẽ bị yếu á, nó thành nói sờ và year thành this year I plan on. Nói ha, this year I plan on. Còn không thì this year I plan on. This year, I plan on studying English Harder, harder, okay, harder, harder. okay, đây, chị mở cho em nghe bài này. You gotta love me harder. Next, yeah, to turn over a new leaf, right? Thành chiếc chiếu mới. mất bao nhiêu công để học tập rồi thành tấm chiếu mới thì And người ta nói là anh biết anh giống chiếc chiếu mới chỗ nào, đó là anh chưa từng trải. anh biết Next we anh khác ngôi nhà ở chỗ nào không, have tại vì anh anh không không có có cửa. cửa. Này, ring ring, can you ring me? Ha, ring thường ring là gì em? Bây giờ chuông À rồi, đâu ring, có cái bell là mới có cái dạ chuông. đánh À, đánh ring. chuông, ring Ring the bell, the đúng không? À, có gì nữa không? Ring là này nè. bell, nhẫn À, nhẫn rồi. thôi. Rồi mình có ring là sound a nice ring to it. It does have a it has a nice ring to it. Có nghĩa là có một cái có một cái âm thanh nó cũng hay hay. Đấy, has a ring to it. Có nghĩa là nghe cái âm thanh nó rất là dễ thương. Đấy, so it has a nice ring to it ha, nghĩa là âm thanh dễ thương ha. À, đấy rồi, nghe hay đấy. Rồi ring đó là nhẫn nè, rồi ring còn có nghĩa là gọi nữa nè. Thí dụ như là give me a ring in the morning, hay là ring me in the morning, có nghĩa là gọi tôi nha, nó bằng với call ha. Nhiều nghĩa không? Rồi ring me in the morning, no, ring me in the morning đấy, không có ring nha. Ring me in the morning. Ring, ring, ring. Ring ring ring. Ring me in the morning. Ok, rồi, nhưng ring in the new year thì nó không có liên quan gì hết, nó giống như là nó kiểu vậy đó. Thì có nghĩa là celebrate the beginning of the new year. Ok? So tell me some destinations, some tourist destinations to ring in new year with fireworks with friends. Destinations là gì? Điểm đến. Ha, biết bài phim Final Destination không? Cái phim mà đụng đâu cũng chết á. Em thử search phim đó Phim xem. Nó phim đó ai cũng chết nhưng mà nghĩa là khác nhau kiểu thôi. Final Destination. Final Destination. Okay. Final Destination. điểm đến nào. Ừ, điểm đến cuối cùng. Cứ đụng câu là chết rồi. Nhưng chết nhiều cách rất là sáng tạo. Ôi coi tao nó mệt tim lắm em ơi. Rồi điểm đến cái cùng là death. So top tourist destination có nghĩa là những điểm đến của du lịch đó, du khách đó. Huh. So can you tell me some top tourist destination? Okay.
Rồi. Top tourist destination. To ring in the new year. With friends, with family. Lúc giao thừa ấy à? No, whatever. Yeah, Quảng trường. Square. Times Square. Square. What square? Square nào? Every Everywhere. square. Okay. For example, có cái square nào ta? Mình có cái square nào em ha? Nguyễn Huệ Square Không hả? em Nguyễn Huệ Street. ừ, The Walking Street Nguyễn Huệ đúng không? Nguyễn Huệ Walking Hà Street. Rồi how about in Hà Nội? Nội phố đi bộ Hoàn Kiếm À, à có hả? Walking à hộ, à hay đúng không? là Hồ Gươm Lake À, Hồ Gươm Lake. Lake. Lake À, ok, Hồ Gươm Lake. Oh, that's interesting. So, mình có nên nói nè. Ok, mình nói tôi nghĩ cái nơi mà đẹp nhất để mà chào mừng năm mới với bạn bè đó là Hồ Gươm Lake. Dùng cái chữ ring in the new year, ring in new year nha. I think destination touring in the new year à, okay. Touring in the new year with firework is the Hồ Gươm Lake. Okay, fireworks. Fireworks. Yeah, Works. it's Hồ Gươm Lake. Yeah, that's good. Celebrate. How do you celebrate? It means show that a day or an event is important by doing something special. Right. So, how are you gonna celebrate New Year's Eve? New Year's Eve là đêm giao thừa. This year. How are you gonna celebrate the New Year's Eve? I watch Watch movies, huh? I watch fireworks Fireworks. online Like. and drink drink wine Drink wine. Oh wow, you drink wine? Okay. Do you know the code? I drink wine and I know things. I drink wine and I know things. I know things. Có nghĩa là trong cái phim phim Game of Thrones. Có nghĩa là câu này nó nổi tiếng luôn, nghĩa là I drink wine and I know things. Tôi uống rượu và tôi biết nhiều thứ lắm nha. Đã, câu nổi tiếng của cái ông lùn lùn ở trong phim á. Em có coi phim này không? No. Đấy, mình coi thử đi, hay Em có lắm. Hay lắm. Rồi, and most, có nghĩa là hầu hết đúng không? Có nghĩa đúng không? Much more, the most là gì em? Much xem. more, the most là nhiều. Rồi sao nữa? Nhiều hơn mức có thể. Không. Rồi much, rồi more là nhiều hơn. Rồi the most là gì? Mình có ba trái cam là much rồi đó. I have Nhiều much nhất. water, right? So then I have more water and then I have more, the most orange juice, right? Thiệt ra để trái cam thì không hợp lý cho lắm, phải để nước mới đúng thì nó mới hợp lý với cái most này. Đấy, nhiều nhất ha, nhưng khi mà mình để trước một danh từ á, thì sẽ mình gọi là most là hầu hết. Hầu hết là almost, nó là almost đó. Rồi most people are delusional, hầu hết mọi người đều bị hoang tưởng, bị ảo tưởng á. Most people are delusional ấy. Do you agree with this sentence? Do you agree with this quote or this saying? Do you agree with this saying?
Cái gì say nhỉ? Say in. Huh? Where? Say À, what? in. Do you agree with this saying? Em có đồng Do ý you với cái agree? câu này không? Most people are delusional. À, tưởng về vấn đề gì chứ? Maybe about their appearance. Về cái ngoại hình á, appearance. Appearance. It's help us More. become more confident. Okay, so you're saying that the being delusion is a good thing, right? No, being delusional is a good thing, right? Ý Yes. em nói là bị ảo tưởng là tốt. Vậy mình nói Nó đó. giúp mình tự tin hơn. Ok. Vậy em nói đi, hầu hết mọi người đều nghĩ là họ đẹp. Mình nói sao? Most of the people thinking mọi hầu hết mọi người đều nghĩ Thinking để làm gì? Tại sao lại thêm in? most of the people think they are beautiful. Right. Most people, ha? Most people, chừng nào có the là dạng như xác định á. Còn nói chung chung thì chỉ most people thôi, ha? Most people Đó, think. em thấy bên trên biết là most of the people. Nó trong trường hợp nó xác định á, chừng nào nó có xác định nó mới được. Còn không thì em cứ most people nè. Most of the people Nếu mà I had invited turn up. Nghĩa ở đây nó xác định ở cái chỗ là I had invited. Nha. Là mới nhưng mà dùng ví dụ most of the có people. the people thì phải là most of, còn nếu mà chỉ đi với people thì là most most Yes, cộng thẳng với danh từ luôn. Ha. Khi nào xác định thì mới most of cộng the. Cộng cái gì đó. Most of the money I received on Lunar New Year. Came to my mom's wallet. Đúng không? Most of the money I received on Lunar New Year came to my mom's wallet. Đấy. Hầu Hầu hết hết tiền tiền mà tôi nhận được vào năm mới đều chạy vô túi my mẹ, wallet. Đúng không? Đó là chuyện ví hồi của mẹ xưa. tôi. Đó là chuyện ngày xưa đấy. Thì ra phải gọi là mom's purse mới đúng. Mom's purse. Ấy, gọi là ví của mẹ. Purse là dùng cho nữ, còn wallet á, là của nam. Chắc không có người phụ nữ nào dùng wallet đâu. Most people Most people does hả? Hầu hết mọi người đều most people do hả? Mọi người đều làm vậy hả? do cũng vậy ạ. Vậy mình có nói là most people are the same. Most people are the Most people are the same. Most people are the same. Same á. Same. Are the Same, same. same. Nhưng mà không được đọc rõ kiểu đó. Most people are the same. Most people are the same. Are. Are the same. 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 Same, Same, same. huh? Same, same. Rồi, mình có probably. Và nó sẽ bằng với be likely to. Có nghĩa là có thể. Có thể là be likely to. Rồi, probably. Giống như kiểu maybe á. Nhưng mà nó sẽ nằm trên maybe và perhaps. Maybe với perhaps với might. Maybe perhaps might là bằng nhau. Probably hoặc là be likely to á, thì nó nằm khúc khúc này. Kiểu chắc hẳn là vậy, ác hẳn là vậy, thay vì là có lẽ có thể ha, hẳn là ok rồi. So Nhưng mà ví dụ ai hỏi mình câu gì mà mình trả lời mỗi một từ không ấy, từ maybe không ấy, được thì mình có thể trả lời là probably probably cũng trả lời một 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 từ được đúng không? được
sao đó. Lovely. Yeah, kiểu em hỏi do you love me, cái thằng đó nó kêu yes probably. Vậy là xong rồi đó. Probably. Bỏ Suốt. Probably. nó. Đấy. Rồi hỏi ấy, nói chung nghe tới đó là hết vui rồi đúng không? Rồi. So, okay, so probably ha. Huh? So will you probably do you think you probably gain weight this year? How will you do you think you'll probably put on weight this Lunar New Year? Put on way Put là gì? on weight, put on weight. À, You remember? là cái gì? Tăng cân Ấy. á. Giữ cân. No. Gain weight á. Nó bằng với gain weight á, sao nghĩa là À, tăng hay giữ? lost là giảm, Lose thì put on weight. sẽ tăng. Yeah, put on là tăng ha. Yeah, put on weight nè. Okay. Gain weight đó ha. Đây. Anshu hả? Đang nói về sữa Anshu hả? Rồi. Why have I put on weight so quickly? Câu này là câu cũng ai hỏi, ai cũng không ai trả lời được. Trừ bạn đó. Rồi. And alright, so do you think you're properly? Mình sẽ nói những cái từ như là I'll, you'll, will, I will, I'll, you'll, you're, you'll, you'll, rồi you'll. Đấy, khó vậy bạn. I will nè. I'll. Để đọc là I'll. I'll call. I'll call you right back. I'll call Call you right back. you. I'll Em nghe đi. call you right back. No, not call đâu. Mấy cái âm này á là o o dài ha. Call, call, Call call. you. Call you right back. Back. Back, Here back. you go. Này. Oh. I'll call you I'll right call. back. I'll I'll call you call you right right back. back. Okay, again, please. I'll call you right back. Yeah. I'll, nó sẽ đọc kiểu ao ao ha. I'll call you right back. Car. Call. Car. You. Right back. 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 Hello. À nó. So, do you think you're properly? Đấy. Do you think you're có nghĩa là you will á. You properly put on weight this year, this lunar year. This lunar new year. Maybe. Yeah, probably so. maybe hay là of course, of course. Yeah, absolutely true. I am completely sure. Hoàn toàn chắc luôn đúng không? Completely sure. That is only once a year. Yeah, only once a year. So just eat what you ever No you want, problem. Right? Yeah. Then like, you see, are you completely sure? đứng tới đây rồi. So are you completely sure? Rồi, có hoàn toàn chắc không? Yeah, used to. I used to love you. Câu này nghe đau nè em. I used to love you. Có nghĩa là không phải tôi sử dụng gì đâu nha. Mà cái cụm này nó có nghĩa là tôi từng. So, I used to. Tôi đã từng. Yeah. Đa, 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 đa. Rồi. So, đối với nguyên thể phủ định, đối với phủ định và nghi vấn á, nó giống như là em mượn vào động từ vậy. Em sẽ không đờ nữa.
I didn't used to enjoy renting, but now I do. Đấy. Còn câu phụ câu hỏi cũng vậy. Did you used to get up early? Yes, I did. No, I didn't. Rồi. So, what did you used to love doing, but now you don't? What did you used to love doing, but now you don't? What did you used to love doing, but now you don't? Yeah, love gì ạ? Love doing. Doing. À, bạn đã từng là bạn đã từng thích làm gì mà bây giờ không còn thích nữa? Tôi đã từng bỏ chữ đã từng vô. Stay. I used to stay up late. But now I go to bed early. Early. Okay. Early. Early. Yeah, I go to bed earlier. Yeah, I go to bed early. Early. Yo. I go to bed early. Okay. Yeah, that's good. I used to stay up late, but now I go to bed early. Why did you stay up so late? Why did you stay up so late? Watch YouTube. You watch movies, films. Okay, that's interesting. Yeah, me too. I used to stay up late too, for fun. And I don't go to work. In the morning tomorrow. Yeah, the next day, right? Yeah. Và tôi không phải đi làm vào sáng hôm sau. The following day hoặc the next day. Okay. And I chuyển quá khứ đơn sử dụng trong hay didn't. Dùng trong hay didn't. Chuyển quá khứ rồi. Didn't. Yeah. I didn't. Cause I go didn't. To work. Phải là gì? On. Phải là gì? Must. No, have to. Không có được didn't. Didn't must nha. Chỉ có have to mới xài được thôi. Còn nếu didn't have to. Còn không á là I mustn't. I didn't. Nhưng mustn't á thì nó lại là một ca xử lý rất là cồng kềnh. Nếu em nói I mustn't have to chuyện quá khứ á, nó lại đổi thành là I mustn't have. I mustn't. I must. Must have not. I must have been. I must not have gone to work. À, đấy, tôi không phải đi. Tôi đã không phải đi tới đi làm the following day. Thì nó rất là phức tạp ở cái chỗ này. Nên thay vào đó mình hãy nói I didn't have to. Cho nó khỏe. I didn't have to go to work the next day. I didn't have to work on next day. The next day. On the next day. Mấy cái the next, the last, this này nọ thì mình không cần on. Last, this, next, không cần on. Yeah, giống như last Christmas, I gave you my heart. I didn't have to work. You see? Không có in last week, mà là last I week. Didn't have to work then. The next day. Right. Không đọc là have nhé. I didn't. Và didn't, wouldn't, couldn't. Những cái mà có and có didn't á, thì chỉ đọc là and thôi, không đọc là didn't nha. For example, wouldn't, couldn't, và didn't. Đấy. Didn't. Yeah. Tại vì I didn't have to work the next day. Didn't. Didn't. Đúng không? Didn't.
Didn't. The following day bằng the next day. Didn't. Và wouldn't. The following day bằng wouldn't. The next day. Yeah. Didn't. Couldn't. Wouldn't. Couldn't. Couldn't. Wouldn't. Couldn't. Em có nghe định không? Couldn't. Hay là un? Couldn't. Couldn't. Un. Couldn't. Wouldn't. Wouldn't. Didn't. Wouldn't. Wouldn't. Couldn't. Wouldn't. Couldn't. Didn't. Đình luôn hả? Nghe đình hả? Didn't. Didn't. Un. Em nghe là un. Didn't. Anh hết nha. Couldn't. Wouldn't. Didn't. Chữ ịn, chữ ịn, chữ ịn. Cái này nó phải cần nhiều thời gian lắm mình mới quen được với nó. And next we have exactly. Exact là chính xác, là tính từ. Exactly là trạng từ của nó ha, cũng là chính xác luôn. So so you look exactly the same. So who do you think looks exactly the same after a couple of years? Look exactly the same. Yeah. Nghĩa là sao em? Look exactly the same. Nghĩa là sao? Look exactly the same. Look exactly the same. Nhìn bạn. Nhìn. The same. Nghĩa là sao? Look. Oh, you look exactly the same after 10 years. Nghĩa là sao? Bạn nhìn... Nhìn bạn là nhìn bạn chính xác. Chính xác. Là giống một ai đó. No, y như cũ. Look exactly the same là nhìn giống y như cũ. Nha. Ngạc nhiên chưa? You look exactly the same. You didn't change at all. You didn't change at all. Bạn không có đổi, bạn không thay đổi tí nào luôn. You haven't changed at all. Đấy. So, you look exactly the same. Đấy. So, who do you think looks exactly the same after a couple of years, after many years? Do you know anyone that looks exactly the same after many years? Do you? Có không? Không lại giống y như ngày xưa, sau nhiều năm. Yeah. Do you know anyone? Do you know anyone that looks exactly the same after many years? Hỏi gì á? Nghe được thật là sướng. Rồi xong thật là sướng. Hả? Nghe ra chưa? Khen mình vẫn. Do you know anyone who looks? You have. No. Do you know anyone? Anyone that looks exactly the same after many years? Ai mà người nào mà bạn biết nhìn họ trông giống không thay đổi chút nào so với nhiều năm trong sau nhiều năm. It's me. Oh, wow. Wow. Okay. Okay. Tôi đang bị ảo tưởng. I don't know you. I haven't known you for long, so I will agree to it. So I haven't known you for long, so I will agree to what you said. So I will agree to what you said. I haven't known you for long. Yeah, okay. Yeah. Just think it like that. Thôi mình cứ vậy đi ha. Mình cứ vậy đi ha. Right, it's you, right? Okay. You still look exactly the same after many years, right? Yeah, I hope so. Right. So plenty of. Đây là một từ rất là lọa đúng không? Nó sẽ, người ta sẽ bỏ tờ, người ta đọc là plenty of, yeah. Nghĩa là nhiều, nó giống như a lot of hoặc lots đâu of à? Màn hình chưa chuyển hả?
Nó y như là lots of với a lot of á, nghĩa Mà mình là đã rồi. hey, hello. Không thấy à em? Mạng nhà em yếu rồi. Yo. Hey yo. Plenty of, nó plenty of ha. Nó giống như là a lot of và lots of á, nhưng mà được cái hay là nó có thể dùng trong khẳng định phủ định nghi vấn luôn, trong khi nó cũng như vậy, a lot of với lots of cũng vậy, cũng đa năng lắm, cũng dùng cả phủ định khẳng định nghi vấn luôn. Thì nó dùng cho được cả danh từ số nhiều đếm được và danh từ không đếm được. Thí dụ mình có plenty of fruits, nhiều trái cây, hoặc plenty of time, nhiều thời gian lắm. I have plenty of time, tôi có nhiều thời gian lắm ha. So question, why should you eat plenty of different fruits and vegetables? Because it have many plenty of different because it have plenty of vitamin. Yes, okay. Rồi, nutrients, vitamins, fibers, ha. Rồi, vậy thì mình nói là chúng nó đi. Because they have plenty of fibers, vitamins, that's good for your health. Ví dụ đi. Because they have plenty of vitamin and nutrition. Because they have lots of fiber, vitamins and nutrients that are good for you. Mình đang học plenty of ha. Khúc này nè, fiber nha, chất xơ. Fiber. Yo. Hello. Fiber. Đợi em tí em bật ấy, em bật qua rồi. Đợi em tí em bật qua rồi cho đỡ lắm. Because they have plenty of vitamin and nutrition. Because they have plenty of fiber, vitamins and nutrients that Nutrient nutrient nutrition. yes Nutrient. Nutrient. nutrient nha Mô. nè fiber nè fiber sơ nè nutrition minerals water minerals luôn cũng được. Nutrition là chất dinh dưỡng, còn nutrient là crumble nutrient, nutrient hay nutrition ta. Đây nè, ba cái dưỡng chất thiết yếu. Còn cái này là cái nutrient là cái dưỡng chất, chất dinh dưỡng. Còn nutrition á, để coi, cũng dinh dưỡng nốt. Dinh dưỡng này là một cái quá trình cung cấp và hấp thu những cái thực phẩm cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển. Còn cái chất dinh dưỡng á, thì gọi là nutrient. Đấy. Nutrient. Nghe cắt gối quá ha. Rồi. Nutrition tọa thì rộng hơn là nutrient. Kiểu gì đó. Nghĩa vậy. Rồi. Còn đây là chất khoáng nè. Mineral. 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 Minerals. Mineral. Minerals. Vô em. Because they have lots of minerals, fiber, vitamins and nutrients. Just for you. Good for you. Good. 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 Good for you. Good. Không phải good mà là good.
Good. Good. Good Good. for you. Okay. Good for you. Chữ này không phải vitamin mà là vitamin. 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 Vitamins. Vitamins. Yeah. Hơi ê, nó mới hay ha. So there are plenty of fish in the sea. Fish là số nhiều số ít gì cũng là nó nha. À, số nhiều cũng nó nốt. À, một fish và two fish cũng y nhau à. So a fish, there are plenty of fish in the sea. Nghĩa là sao em? Rất nhiều cá ở trong biển. Con này nghĩa là sao? Nhưng à, con cá này dai còn nhiều ấy. Thì là... Con này ý nó nói là dai còn nhiều á. Nhưng mà my mom là said còn... there are plenty of fish in the sea. The fish in the sea like this. And then you can choose. Cá mặt quỷ hả? Nhìn cá con nào cũng đẹp trai thấy ớt luôn à. So then you can choose, right? Yeah, you see, there are plenty of fish in the sea, but you're the one for me. Em là người dành cho anh. À, but this is my fish. Don't touch my fish. Đấy, có nhiều cá lắm, nhưng mà con này của tôi, đừng có đụng vô. So, do you believe that there's still plenty of fish in the sea? Huh? Do you believe that there are still plenty of fish in the sea? Yes, so yes, yes. Không cần Bạn có phải, nghĩ rằng không cần phải yes I do đâu, cứ nói luôn đi yes. Bạn có nghĩ rằng còn rất nhiều, có rất nhiều cá ở trong biển không? Yes, right. Yeah. Right. Yes, of course. Of course, of course. Of course. Okay. So when's your fish gonna appear? Huh? When's your fish gonna appear? Gonna appear. Gonna là gì? Nothing's gonna change. Appear. 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 Nghĩa là gì? À, xuất hiện. Yes. Xuất hiện. Turn up luôn ha. Right. Xuất hiện. So when's your fish gonna appear? It have plenty of fish of the sea, and I still young. Yeah, I'm still young. I'm still young. Mình không nói là it has, mà nói là there are. Đúng không? There are plenty of fish in the sea, yeah. And I'm still young. Okay. So do you think that so you can play the fields before? So does it mean we can play the field before settling down? Yeah, có nghĩa là mình play the field, nghĩa là mình nó là một cái idiom ha, nó một cái thành ngữ, có nghĩa là em chơi cho chán luôn á, xong rồi á mới settle down, mới ổn định không? Work harder, play harder. Let's go out with many people. Okay, romantically. Đấy, play the field. She's not dating anyone seriously and still playing the field. Nghĩa là đang ăn chơi thôi, không có nghiêm túc á. Đấy, là play the field. Play the field là chơi hết nguyên cả cánh đồng. Right, field. Okay, so does it mean that there are still plenty of fish in the sea? So does it mean we can play the field before settling down? Do you agree with this? Yes, I agree. And you agree? Wow, such a player. Oh man, don't play the field. It's dangerous. Dangerous. We are women anyway. And we don't want to play the field. Rồi, chị cho nó mệt em. Nên là, play the field nè. Ah, you see? Ah, đúng câu này luôn nè. I don't want to settle down. I want to play the field. Have multiple partners. Bet on all horses. Not just the favorite. Huh? Nghĩa là em cá cược lên tất cả mọi con ngựa luôn. Chứ không phải là con em thích không thôi. Play girl. Play girl, play girl. Kinh nhờ. Chỉ có cái hình mà there are plenty of fish in the sea, plenty of fish in the sea vui lắm. Nó có nhiều lắm nhưng mà nó không đớp cái cần câu của mình. Right. Next. Right. Có rất nhiều cá trong biển.
Có rất nhiều cá trong biển nhưng không có con nào dành cho tôi. rather than hơn là ha, thà là rather than á, nghĩa là rather là hơn 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 là ha, so khá là, nó là khá là ha, hơi hơi nha, chứ không phải hơn mà là khá. So would rather nghĩa là thà là, hay là thích hơn, thích cái gì đó hơn. Thí dụ người ta nói là em muốn ở nhà hay là đi đi ra biển bên đó, I rather stay home. Đấy, thì thà ở nhà cho rồi. Thì giữa hai cái em chọn một thì em sẽ nói I rather, nhưng mà ý nó kiểu thà là đôi khi mình sẽ dịch là tôi thích hoặc là tôi không muốn, tôi muốn. Đấy, tôi thích. Nhưng mà cái nghĩa đen của nó là thà là kiểu I rather die than quit. Tôi thà chết còn hơn là bỏ cuộc. Đấy, hoặc là I would rather at home than go to beach. go to the beach, okay. I'd Go to rather, mình the sẽ không đọc là would rather mà chỉ đọc là I'd rather stay home. À, nó cộng cho động từ nguyên mẫu. I'd rather stay home than cộng cho động từ nguyên mẫu luôn, ha. I'd rather stay home than với nguyên mẫu luôn. Go to the beach. À, thà cái này hơn cái beach. kia nha. So I'd rather die than to be with you. Nghĩa là gì? Than be with you hay than to be with you ta? Then be with you chứ ta. Chỗ này sai ngữ pháp rồi. Không có tu đâu. Rồi. So, I'd rather die Các than be câu with nào? you. Có nghĩa là Ai tôi ai thà. Tôi thà là tôi thà chết còn hơn còn là hơn là ở với cuối cùng cũng vô hồn. I'd rather die than be with you. Đấy. Đấy. Đúng không? Đâu có tu đâu, câu đó nó thì sai á. Có nghĩa là ông nào đó làm áo nhưng mà ông đó lại không rành tiếng Anh cho lắm. À, ông bị dư chữ tu. À, là gì kiếm hình khác. Đấy. I'd rather die than be with you. Anyone but you. Tôi thà còn chết hơn là ở với bất cứ người nào khác ngoài bạn. Kinh nhỉ. I'd rather die than be without you. Nghĩa là gì? Tôi thà là Ok. Tôi thà chết còn hơn là sống thiếu bạn. ồ, kinh. Rather Ok. So what would you rather die than do? Than not do đi. Huh? What would you rather die than not do? hỏi câu nào nhỉ? What would you rather die than not do? Nghĩa là Bạn sao? thà chết còn hơn là làm gì? Là Bạn thà không chết làm gì. còn hơn là Not do mà. làm À, what would you rather die than not do? What would you rather die than not do? Đấy. Động động là phải nghiêm túc nho. Này, bạn thà chết còn hơn là không làm gì. What you rather die than not do do work, à không nhầm, chọn nhầm, work như đi work đúng, go to Go to work, right? Yeah. Would you rather? work. I'd rather. Đấy. I'd No. rather I'd die. rather. I'd rather Die die than not work. than not work I'd rather die than because not work. Em có nghe ba not đọc là work. đ, đ. Mình nên lưu ý là đ, tờ, người ta hay bỏ qua. Nên ở chỗ này mình sẽ là I'd rather die than not work. I'd rather die than not Yeah, right. I'd rather die than not work. Thà chết còn hơn là không làm việc. Đúng không? Ở đây mình có một câu, số cái câu hỏi cũng căng lắm nè. Would you rather never touch a person of the opposite sex again or never touch a computer again? Touch. Touch, chạm. Không bao giờ được chạm vào một người Khác giới. khác giới.
hay là không bao giờ chạm máy tính, chọn đi. Mau. Căng quá. Ok, Một bên là tình, một bên là tiền, căng quá. ok. Không được, con này không chọn được. Khó quá. Căng quá. Nhiều câu quá. Căng căng căng, con này không trả lời được. Không chạm máy tính, mình chạm Ai iPad. ai ai chọn là laptop đúng không? Mình không chọn computer, mình chạm laptop. Đại 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 nghĩa người ta phải thay cái computer thành thành gì nhỉ, thành internet chứ. Internet thì căng hơn nữa. Ok, so mình sẽ có find, found, found. Cái này quen rồi đúng không? Có ba ạ. Find, found, found. Tìm thấy đúng không? Nhưng mà trong ngôn ngữ khác á, nó có nghĩa là thấy. Đấy, thấy. I So, found so you find it offensive. Là giống như feel á. Nhưng mà nó không có nghĩa là mình không nói I feel discomfortable nha. Nếu mình nói vậy thì mình chỉ nói là I find comfortable, là I feel comfortable thôi. Comfortable. Còn không thì I find thì phải là I find it. Giống như là tôi thấy rằng á, tôi thấy thoải mái á. Và không được nói là I see comfortable, mà là I find it comfortable to live in my new house. tôi thấy cái thứ thoải mái, Tôi thấy tôi thoải đã mái. thấy Tôi thấy thoải mái. thoải mái khi khi sống ở trong ngôi nhà mới của tôi. So you find it offensive. You find it offensive. Bạn thấy nó gây khó chịu hả? I find it funny. Tôi thấy nó buồn cười mà. That's why I'm happier than you. Đây Bạn thấy khó chịu con người hả? sống Cái sống lạc quan chắc không. này là sống gợi đòn ở chứ sống lạc quan khỉ. Find it offensive hả? I find it funny, so that's why I'm happier than you. Okay, so you see, you'll find your opinions change as you get older. Yeah, so what about you? Do you find your opinions change when you get older? Câu hỏi là gì nhỉ? Why Do hay là what? you find your opinions change as you get older? Yes, I become trưởng thành là gì? More mature. I become more mature. Right. I find myself become more mature as I get older. Mature À, hay là đọc là ma gì? mature. 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 I find myself become more mature as I get older. Okay, Hay không? older. Tôi thấy mình già hơn khi tôi già hơn. I find myself become Yeah, more mature. I guess so. Đây, mature nghĩa là trưởng thành ha. Hoặc là đúng rồi, mature là trưởng thành á. Đấy. So I hope I get wiser ha. When I get more mature. No, I hope I guess no no no. I hope I get wiser when I get older. Because khôn ngoan hơn á ha, khôn ngoan hơn, kiểu wiser. When you are too kind, you forget to be wise. But when you are too wise, you forget to be kind. Đấy, cái này là lời bài hát của Taylor Swift. Đấy. Anna. Anna. I find myself put on weight when I eat Cái đó very obviously, right? Obviously.
Rõ ràng rồi em. Obviously. Này nó rõ, nó clear as daylight Những điều ha. hiển nhiên. Dạ, rõ như Những ban ngày luôn. điều hiển Obviously. nhiên. Okay, here we go. You forget to be kind. Yeah, so đó là fine ha. Là nói về fine ha, tôi thấy, tôi cảm thấy á. Đấy. And then we have this one as thức khuya dậy sớm. Ủa sao nó tụt xuống đây dưới ta? Thức khuya dậy sớm á, thì ngoài cái stay up late rồi get up early thì em còn cái cụm từ gọi là early early birds and night owls, nghĩa là chim sớm và cú đêm ha. Cú Early đêm. birds, night owl, night 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 owls. Đúng rồi, rồi. Cú đêm. Rồi, thế có nghĩa là people who get up early và people who stay up late. Đấy. Người ta có câu là early birds catch the worms, nghĩa là chim sớm bắt sâu. So I'm afraid that the birds will catch me, so I get up late. Đúng không em? I'd rather I'm an early bird than Night owl, night owl. Huh? So I'd rather be an early bird than a night owl. Okay. owls. Yes. Right. Here you go. I'd rather be an early bird than a night owl. Owl. Owls. Owls. Owl. Owls. À. Owls. Dạ quên lộn. Night Này có một owl. con à thì phải là night owl. Night owls. À không, không được. Owl, Night owl, Night night owl. owl. Ok. Con em hiểu câu chim sớm bắt sâu là gì không? Chăm chỉ. À, dậy sớm thì hoặc là mình dậy sớm hơn người khác thì mình có nhiều cơ hội thắng hơn ấy, kiểu vậy. You get successful if you get up early, but I got up early for a while, but I didn't find myself successful at all. I got up early for a while, but I didn't see myself as a successful person at all. Huh? For a while, trong một khoảng thời gian nha. For a while có nghĩa là for a period of time á. For a while. Right. So người ta nói là early birds catch the worms, nghĩa là chim sớm á thì bắt sâu. So I'm afraid that I'll get caught by the birds, so I get up late. I'm afraid I'll get caught by the birds, so I that's why I get up late. Vậy nên là tôi dậy muộn. Đúng không, sáng nó sợ sợ bị chim bắt quá nên dậy trễ chút cho chim nó khỏi Đúng bắt. rồi, đâu có phải lúc nào dậy sớm cũng tốt Đúng, đúng dậy sớm đưa mặt ra nó quất mình sao. không? Sao cứ dậy trễ chút đi, không sao đâu các bạn. Right, thank you, I gotta go. Rồi. Yeah, I gotta go, see you later. Chúng ta sẽ học xuyên tiếp. Yeah, yes. Chúng ta sẽ học xuyên tết. Yeah, ok. Mình sẽ kiếm một bộ phim nào đó hay hay mình coi đi. Yeah. Một lít đang chờ em. Yeah, một list waiting. Mình coi một phim nào mà hay mình chưa coi á, phim nào nó hay hay chút quá. Ok. Ha. Ok, Thank chị tìm you. đi nhá. Ok. Thank you. Bye bye. Bye.